Ngớt mưa chưa anh em? Ngớt được rồi. Ngớt một tí thôi, bây giờ mưa xuống mưa cũng mưa phùn mưa bé. Đi mà đi vượt bé không? Máu bé à? Bên kia. Ừ. Mưa bé. Mưa quá. Mưa to. Mưa này cũng có nhiều lộc bạn. Nhiều lộc đấy. Đúng là hôm nay nhiều lộc đấy. Năm 2023 khó khăn nắng đỡ đầu. Nắng suốt mà hôm nay là đúng là lễ hội hôm nay là được mưa là được mùa đấy. Mưa mà lễ hội mà các lãnh đạo đang làm lễ dâng hương. Đây là di tích lịch sử 27 tháng 7 các bạn nhé, tại thị trấn Đại Từ. Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ. Đây có cây đa rất là to. Cây đa hàng trăm năm tuổi. Nè xem Lân đừng có để chỗ bẩn ướt đấy nhá. Này này này. Vãi cái lực cũng nhiều lọc. Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu. Tiếp theo chương trình là phần khởi kiệu vào các đền thờ dâng lễ vật lên các ban thờ. Ban tổ chức đề nghị đoàn rước kiệu sẽ khởi kiệu và di chuyển theo điều hành của ban tổ chức. Hùng liệt sĩ thật tàn khốc. Khi đó ở chiến khu lãnh đạo thù, người tiến của gần 300 cán bộ, bộ đội và nhân dân địa phương ngày 27 tháng 7 năm 1947 đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Kính thưa bác, kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, dân tộc Việt Nam đời đời ghi nhớ công lao của người và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Với tấm lòng thành, nhân dân, cán bộ thị trấn Hùng Sơn xin dâng lên trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nén hương thơm, lễ mọn trái hoa đầu xuân. Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ luôn luôn vững mạnh bước đi trên con đường đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quê hương Hùng Sơn Đại Từ, thật tự hào có một người con yêu quý của dân làng đã miệt mài đèn sách, chăm chỉ học hành, khổ luyện thành thân. Đó là tiến sĩ Đồng Doãn Quê. Ngài tiến sĩ sinh năm 1701, đỗ tiến sĩ năm 1736 khi tròn 35 tuổi. Sau khi đỗ tiến sĩ, ông được nhà vua phong chức quan tam bổng và được bổ nhiệm trấn đại một vùng biên cương rộng lớn của đất nước. Tên tuổi của ngài tiến sĩ đã được khắc ghi tại văn miếu Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của đất nước Việt Nam. Kính thưa quý vị, với truyền thống tôn sư trong đền thờ vang nghèo, cứ đến ngày người người mạnh khỏe, tiến bộ, con cháu học hành đỗ đạt để góp sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam luôn phồn thịnh. Xin mời Lân Kiều Ba và miếu thờ hai bà công chúa. Kính thưa quý vị, cùng toàn thể du khách, uống nước giữa đồng chiếc phẳng lặng, đó là sự lạc quan, tình yêu thiên nhiên, tình người, sự đoàn kết, trang hòa không phân biệt vô tôn của công chúa thời Lê, tên gọi là Quế Hoa và Mai Hoa. Khi đó, đất nước Thái Bình trên đường đi du ngoạn thiên hạ, khi đến nơi đây thấy cảnh thiên nhiên thơ mộng, người dân bản mở hiền lành, mến khách, chăm chỉ làm ăn. Hai bà công chúa đẹp khắp trong cuộc đời dưới tán cây đa và chung với bà con trên bản. Cũng từ đó, mùa màng nơi đây luôn tươi tốt. Phần lễ ban tổ chức chuyển sang phần hội thao bố trò chơi trận này tại khuôn viên sân tổ chức sự kiện 27 tháng 7. Để ban tổ chức xin thông báo và kính mời quý vị và các vị đại biểu các cùng toàn thể nhân dân tham dự cổ vũ cho các môn thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian tại lễ hội. Trân trọng kính mời.